Thì ở mình nhá. Mọi người ơi, phần màu trắng của mình này. Các bạn ơi nhìn đây là phần màu trắng của mình nha. Rồi. Là mình xóa màu đen nhé mọi người. Rồi. Mình nha. Đây là phần màu đỏ của mình nhé.
bây giờ mình sẽ xóa hạt chữ nha. Mọi người giờ mình sẽ nối hai đầu dây lại với nhau nha. Mình sẽ trang trí nốt chiếc vòng của mình nha. Yeah.